Sau đó nửa năm thì em bị, một ngày em ngủ dậy em bị mất thính lực, em bị điếc vào bên tai trái. Em ngủ dậy là em bị mất thăng bằng, em cứ đứng là em ngã xuống đất. Mà em ai mà nói với em á thì tai này em nghe được, nhưng mà tai này nó đứt. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng làm quen và cùng gặp gỡ với cặp đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi. Ôi. Trời ơi, chào hai người. Chào chàng ca sĩ Điển Trai. Kính thưa quý vị, chắc chúng ta rất là dễ dàng nhận ra đây chính là ca sĩ được mệnh danh là hoàng tử trong làng âm nhạc, ca sĩ Đăng Khôi. Đăng Khôi. À. Đầu tiên thì cho phép Đăng Khôi xin gửi chào tới chị Hồng Vân ạ, anh Quốc Thuận. Xin giới thiệu tất cả mọi người, mình là Đăng Khôi. Bây giờ thì năm nay mình 37 tuổi, là một ca sĩ, là một nghệ sĩ ở trong showbiz. Và còn đây là vợ mình là Thủy Anh. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Anh Khôi và Thủy Anh đã có hai bé, là hai bé trai, bé Ken là con đầu lòng 7 tuổi và bé Đăng Anh là bé thứ hai 4 tuổi. Thủy Anh thì hiện giờ đang điều hành một công ty về truyền thông của hai vợ chồng cũng được 10 năm rồi ạ. Nói nghe nè, là hai em là lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Thực ra là em và anh Khôi đã có hai lần chạm mặt nhau. Nhưng mà với em thì em rất ấn tượng với anh ý. Nhưng anh ý sau này em hỏi anh không nhớ gì hết. Lúc đó là hai buổi chụp hình của báo Hoa Học Trò. Em là sinh viên đại học năm thứ hai, em là người mẫu Hoa Học Trò. Còn anh ý hồi ở Hà Nội đã là một ca sĩ rất là nổi tiếng rồi. Hôm đó là em biết em được gặp anh Đăng Khôi trong một buổi chụp hình. Không phải chụp chung với nhau mà hai mảng khác nhau. Anh chụp bìa còn em chụp thời trang. Thì em trang điểm rất là đẹp, rất là tự tin, rồi chào hỏi anh ý. Cả hai lần đều thế. Thế xong đến sau này em hỏi là anh không nhớ gì, không ấn tượng gì với em hết trơn ấy. Và đến cái lần thứ ba thì em nhớ là hôm đó em được mời đến tham dự một cái cửa hàng của người bạn em. Thì khi mà em đến, em đang trò chuyện trong cửa hàng quần áo thì một người bạn thân chính là cái bác chụp ảnh chở vợ em đến. Cô ấy không có trang điểm gì hết, tóc cũng... Tóc thì bù xù ạ. Bù xù, quần ngố đến đây, chân thì đi dép tổ ong, lẹt quẹt. Nhưng mà khi mà cái người con gái đấy bước vào thì em nhìn thấy, tự nhiên em lại giống như một cái tiếng sét nó đánh trúng rồi đó. Và tìm cách để bắt chuyện rồi là... Anh xin số điện thoại của mới em. Mới gọi. Cái bác người bạn thân đó là bác tài, cho em xin số điện thoại của ấy đi. Thế là em mới xin số điện thoại và sau cái buổi đó thì em mới liên lạc. Rồi, tóm gọn lại là mộc mạc nó mới giả chạc vô tim. Nhưng mà sau đó thì sao? Dạ, sau đó thì lúc mà em gặp vợ em là tháng 10. Lúc mà em liên lạc lại mà gặp lại lần tiếp theo là vào sinh nhật của em, là 28 tháng 11, là khoảng gần 2 tháng sau. Thì em lại bay ra Hà Nội và em tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng thôi, một bữa ăn. Thì em lại mời những người bạn thân của mình, và trong đó thì em có nói là người bạn nghĩa ảnh gia của em là bác Tài ơi, bây giờ bác mời dùm, làm cách nào mà bác phải mời cho em được cái cô gái mà hôm trước mà em xin số điện thoại đó. Em còn trêu là bác mà không mời được cô ấy là bác đừng có tới tự tham dự lễ sinh nhật của em. Em vợ em phải có một buổi đi làm. Lúc đó làm MC cho đài truyền hình. Vâng. Thì em phải quay xong sẽ em mới tới. Lúc đấy khá là muộn. Và em sắp tàn rồi. Sinh nhật thì em cứ ngóng. Trễ quá mà không thấy vợ, thấy người mà mình muốn gặp tới. Thì mãi gần hết buổi tiệc thì người bạn em mới chở được, gọi là vợ của em tới. Món thì... quà đặc biệt đúng không? Dạ. Nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết được một điều là Khôi thích em? Anh ấy mời em đến sinh nhật xong thì em cũng không suy nghĩ gì cả, không để tâm. Thế đùng một cái hôm đấy là bố mẹ em nghe điện thoại bàn. Thì thấy một người xưng là Đăng Khôi gọi điện đến. Xong là lúc sau anh gặp được em thì anh mới rủ em đi cà phê. Thì em nói tại vì mẹ em dạy em rất là kỹ càng ấy, không có thoải mái cái chuyện thích đi đâu thì đi. Thế em mới bảo anh Khôi là thì có gì anh qua nhà đón em. Thì sau cái hôm đấy anh đến, anh nói chuyện với bố mẹ em rất là đàng hoàng luôn. Em thấy là người bạn khác giới đầu tiên mà đến nhà thưa gửi đàng hoàng, ngồi nói chuyện với bố mẹ em cả tiếng đồng hồ xong mới xin phép để đưa em đi cà phê. Thì em mới thấy là anh sẵn sàng làm việc đấy để rủ mình đi thì chắc là có tình ý gì với mình đây. Và sau đó là em đón rồi em đi cà phê ở quán iPop ở gần Hồ Gươm, một quán cà phê. Và hôm đó tụi em mới có cái không gian riêng để mới hỏi nhau nhiều hơn thông tin về... Đấy là chính xác là cái buổi hẹn hò đầu tiên. Cà phê xong là anh Khôi đưa em về nhà và cũng trên chiếc xe hơi đó. Thì khung cảnh Hà Nội lúc đó là trời tối mà lạnh. Xong là anh ý bật một cái bản audio không lời. Thì anh ấy khoe với em là đây là bản phối mà một bài hát anh ấy vừa mới viết. Em có muốn nghe không? Xong lúc đó anh ấy hát cho em.
Và trong cái bài hát đấy có một câu là mình yêu nhau đi không cần ngày mai. À, thế em mới biết là tôi chết. Là rồi. Ôi tôi chết mấy đêm trăng rồi. Mình bị lừa rồi. Nhưng mà anh muốn biết cái bài đó là bài nào? Ca khúc đó tên là Con đường tình yêu. Bây giờ em hát lời cái đoạn đó đi. Hát đi. Một cái đoạn nào mà có cái câu mà yêu nhau đi không cần ngày mốt, ở quên ngày mai đó. Dạ. Rồi em sẽ hát cho anh và cũng như là tất cả các quý khán giả đây nghe. Này em thương yêu ơi, cho dù ta chung bao ước mơ, mà vì sao con đường tình yêu sao nhiều nước mắt, sao nhiều trông gai. Dù mai ta không bên nhau, xin đừng oán trách cho thêm sầu đau, vì tình yêu anh dành cho em mãi mãi không hề phai. Mình yêu nhau đi không cần ngày mai, mình yêu nhau đi đừng toan tính ai được hơn, dù cho mai sau không còn bên nhau thì em hãy nhớ rằng tình yêu anh dành cho em suốt cuộc đời. Rồi. Trời ơi. Lý do vì sao em lại có một cái cảm xúc nó dâng trào mãnh liệt đến như vậy? Mỗi lần nghe bài hát này thì nó gắn liền với một kỷ niệm là chúng em đã chia tay rồi. Và khi mà quyết định quay lại với nhau ấy, hôm đó là Noel mùa đông Hà Nội rất là lạnh. Và em đi theo anh Khôi và đứng sau cánh gà để bấm đĩa cho anh Khôi ở trên sân khấu. Và lúc đó anh cũng chưa nói với em về việc là mình sẽ tiếp tục như thế nào. Tức là cái tình yêu của bọn em lúc đấy nó chỉ trong một cái không gian rất là nhỏ, không được tiết lộ cho những người xung quanh biết. Thì trên sân khấu ngày hôm đấy trước tất cả các khán giả, anh Khôi nói là anh muốn hát bài này để tặng cho người mà anh yêu. Thì cái ca khúc này vang lên, em đứng đằng sau sân khấu, em không thể nói, em kìm được nước mắt. Và em biết lúc đấy là ai là người quan trọng nhất của em. Mỗi lần nghe ca khúc này thì cái cảm xúc và những kỷ niệm nó ùa về. Và mình không thể nào. Và cũng vì 14 năm qua chúng em đã trải qua rất nhiều những biến cố cùng nhau. Có thể nhìn vào em như thế này rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp đẽ, nhưng đằng sau chúng em đã phải vượt qua rất nhiều chuyện. Và đến được bây giờ thì là cả một sự cố gắng, chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ có tình đơn yêu. Đơn giản là cái tình yêu màu hồng, đúng không? Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tức là nãy em có nói cái chuyện tụi em chia tay nhau, thì tại sao lại có cái điều đó, và điều đó xảy ra vào cái thời điểm nào? Cái này thì cho phép em xin được chia sẻ, vì là mình mới yêu nhau thì mình không thể nào xác định rằng là cái người yêu đó sẽ là vợ của mình, đúng không ạ? Và tất nhiên thì tụi em yêu nhau chính thức là bắt đầu từ năm 2005. Em yêu đến 2008. Thì lúc đấy tụi em đã đi được chặng đường là 3 năm với nhau rồi. Cuối hè 8, lúc đó là em đang là đại sứ du lịch của Việt Nam ở Đài Loan. Thì hôm đó thì Noel và Tết Tây thì em sang đó để hát cho cộng đồng người Việt. Thì thực sự là lúc đó, trước lúc đó là khoảng 3 tháng là tụi em đã chia tay nhau. Bởi vì em chỉ có một suy nghĩ thôi. Bởi vì là em không muốn tình yêu của mình dành cho vợ mình là một tình yêu ích kỷ. Bởi vì thực lòng là lúc ấy cái tình yêu dành cho âm nhạc của em quá lớn. Thế nên em nói vợ em là thôi bây giờ mình nên thử chia tay nhau. Thử chia tay nhau trong 3 tháng thôi. Thử xem là mình có cần nhau hay không. Nếu thực sự mình cần nhau thì mình sẽ quay lại với nhau. Và mình sẽ tiến đến một cái bước là hôn nhân, thì em cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cái đam mê lớn nhất của mình. Thì em nhớ là hôm đó là giao thừa năm 2008, anh Khôi đang ở Đài Loan, anh ấy ở một mình. Thì trong lúc giao thừa anh gọi điện cho em, thì trong cái khoảnh khắc đó thì anh có nói những cái lời mà muốn hai đứa cùng tiếp tục quay trở lại với nhau. Thì em cũng lắng nghe thôi, nhưng mà anh ở xa quá em chưa biết là phải làm thế nào. Thì ngay sau đó khi trở về Việt Nam, anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thôi. Và đến bây giờ em vẫn đeo. Anh đến để nói với em rằng là anh muốn chúng mình kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới. Hai vợ chồng đi làm đăng ký kết hôn để cho hai bố mẹ gia đình biết được là cái sự quyết tâm của hai tụi em. Em cũng xin vợ em và bố mẹ vợ em và cả bố mẹ đẻ em nữa
là cho em một cái khoảng thời gian 3 năm để em có thể làm nốt tất cả những mong ước của em trong sự nghiệp âm nhạc. Đăng ký kết hôn rồi hai đứa vào Sài Gòn để lập nghiệp. Đó. Thì trong cái thời điểm đó đó là nó có những cái biến cố gì không? Trước khi em vào Sài Gòn là nhà anh Khôi bị cháy. Là một cái thử thách đầu tiên. Trong Nam? Ừ. Lúc đó là nhà bố mẹ đẻ em ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Năm cháy nặng không em? Cháy không còn gì không luôn. Không còn cái gì. Rất là may mắn là không nhà em là cũng 5 tầng. Là cháy từ trong ra ngoài, từ trên dưới cháy không thôi. Còn là gì biến luôn. Cố đầu tiên biến cố đầu tiên trong cuộc đời là trước khi lấy anh ấy mình đã phải đối mặt rồi. Tháng 6 2009 là vào Sài Gòn là đó. Đăng ký kết hôn xong là bọn em vào Sài Gòn. Thì bọn em lúc đó là chỉ biết lao đầu vào làm việc thôi, tại vì phải xây dựng lại rất là nhiều để khán giả trong Nam đón nhận. Thì đó là những cái thời điểm mà anh ấy làm việc cực kỳ là tâm huyết và cật lực công luôn, công suất rất là nhiều. Sự nghiệp của em lúc đó là đến đạt đỉnh luôn, đỉnh điểm nhất của em. Thì cái lúc mà đang đỉnh cao nhất tụi em, sau đó nửa năm thì em bị, một ngày em ngủ dậy em bị mất thính lực, em bị điếc vào bên tai trái. Em ngủ dậy là em bị mất thăng bằng, em cứ đứng là em ngã xuống đất. Mà em ai mà nói với em á thì tai này em nghe được, nhưng mà tai này nó đứt. Tai của anh Khôi gặp vấn đề đấy chính là bệnh cholesteatoma. Một trong những bệnh cực kỳ nguy hiểm của tai. Nó ăn hết cả toàn bộ cái ốc tai và nó đã bám xương tai. Chỉ có 1 mm là bám lên màng não, mà nếu mà bám lên màng não là sẽ nguy hiểm tính mạng liền. Bác sĩ là ngay lập tức bác bảo là chỉ cho vòng, bác cho em vòng 3 ngày, 4 ngày thôi là phải nhập viện phẫu thuật liền ngay lập tức. Nếu không phẫu thuật là nguy hiểm. Và sau đó là em phải khác toàn bộ công việc. Em vào phẫu thuật, mà anh biết là khi em phẫu thuật xong một cái á, là cuộc đời em nó khác hẳn luôn. Anh biết sao, trước lúc đó là em và hai vợ chồng em là chỉ có đi diễn và bay diễn. Bay. Còn khi em phẫu thuật xong á, là em phải toàn bộ tai bên trong và xương con hay các ông là bọn em là đồ nhân tạo hết. Đến giờ này cũng vẫn vậy. Bác sĩ yêu cầu em tối thiểu phải mất 2 năm để cho những cái đồ nhân tạo đó, vì nó rất là nhỏ và nó tinh vi. Nó mix vô, nó mới mix vô, nó bọc các loại, nó mới cố định được. Lúc đó em phải luôn luôn đeo một cái máy ở đây để thậm chí là cung cấp cái chất dinh dưỡng cho tai. Cho nên là anh hiểu ra là thời gian khi mà em phẫu thuật xong, ai mà vào á, một tháng đầu là một tuần đầu tiên là không được nói chuyện. Nói chuyện với em là phải viết bằng giấy. Vì nói là em đau. Là em buốt ở đầu. Thế nên gần như em ở trong cái phòng tĩnh tâm hoàn toàn. Sau đó 10 ngày sau em mới được về nhà. Trong 2 năm đó là không được nhận show diễn không? Anh hồi phục trong vòng 6 tháng. Được cử động nhiều. Thì lúc đó là em trả nợ các show đã ký từ trước. Nhưng mà lại không được bay máy bay, vì áp suất nó sẽ làm cái mảnh ghép đấy đúng nó bị bung ra. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn nhận show đi diễn được thì em phải trả nợ chứ không phải nhận show. Cái cách của em đó chính là đi diễn bằng tàu hỏa. Em phải đi diễn bằng tàu hỏa. Từ Nam ra Bắc là đi bằng tàu hỏa. Ôi trời ơi, một hot girl như thế này theo hot boy vào Sài Gòn, chưa gì chứ gặp hai biến cố. Rồi còn biến cố nào nữa không em? Hết đi. Chưa hết ạ. Nó mới chỉ được gần một nửa thôi ạ. Tưởng chừng là hai cái trước đã là lớn đúng không? Nó mà nó không có lớn. Ngày 12 tháng 12, 2013, tập sau đầy đám cưới một tháng. Thì em biết một cái tin là... Tin sét đánh. Mẹ em bị ung thư. Mẹ ruột em. Mẹ bao nhiêu tuổi không? Dạ, mẹ em là 53. Lúc 53 tuổi. Mẹ em cứ bị xẹp 7 cái đốt xương. Và sau 6 tháng 7 cái đốt xương nó xẹp. Thì nó cứ xẹp dần, nó cứ biến mất luôn. Mẹ em đang cao và mẹ em bị lùn đi tận 11cm. Và đến mức độ mà mẹ em khi mà đám cưới em xong là em không hề biết được cái tin về bố em, về sau mới nói là mẹ em phải rất là cắn răng và phải đi tiêm. Nó tiêm rất tiêm nhiều. Tiêm mấy mũi để xương để không có đau. Để mẹ em dự được đám cưới của em. Mà sau đám cưới của em á, mẹ nằm là luôn. Mẹ em nằm một tháng luôn mà mẹ em sút 10 mấy cân là bác sĩ thì nói với bố em là chỉ còn được 2 tháng nữa thôi. Còn tâm nguyện gì thì làm nốt đi. Nhưng mà nó là ung thư gì? Mẹ em bị ung thư gọi là myeloma, nó là đa u tủy. Đa u tủy thì tức là nó là một loại ung thư máu. Nhưng mà bây giờ sức khỏe mẹ sao rồi? Từ bây giờ đến 6 năm thì chỗ với mẹ em vẫn sức khỏe tốt đến tận bây giờ. Tức là mẹ bây giờ là 59 rồi hả? Dạ. Thôi mình bỏ quá khứ qua một bên đi. Bây giờ mình chuyển qua cái hiện tại nè. Cái hiện tại á là sang cái phần 2, đó là cái phần mà gọi là tật cái xấu. Mà nói anh đang muốn biết tật xấu đang khôi là gì. Tật xấu đầu tiên thì chồng em có sở thích là ăn hạt hướng dương và đồ ăn vặt, và ăn không phải là một cách bình thường mà phải ném tứ tung. Rồi ảnh có tự hố không? Em đã góp ý và anh ăn vặt cũng được thôi, nhưng mà ăn xong thì cho cái giỏ để vợ mà có dọn thì nó nhẹ nhàng hơn. Không, chồng không, nhưng rất mà chồng... là stress. Không được nói, là anh muốn ném xuống để cho xả stress. Tức là mình không cần quan tâm, mình vừa đọc truyện, mình vừa cắn hạt hướng dương, không cần quan tâm, không phải gò ép. Cho
cho vào bảo. Cái bao nhiêu lâu không xong được, phải thay đổi. Mỗi lần mà em bé nhà em bước vào phòng, em bé nhà em nhìn thấy bãi chiến trường của bố Khôi là lại thốt lên: ôi trời ơi, con chuột bố Khôi, con lại phải đi dọn nữa, con mệt mỏi quá à. Em có quay đoạn clip đó rất là dễ thương, phải ghi lại làm bằng chứng luôn để sau này lỡ anh ấy quên thì anh ấy không có chối được. Cái thứ hai, cái gì nữa nè? Cái thứ hai là anh hay quên, chắc là có cơ hội cho anh quên em luôn. Những cái gì mà không gắn lên người chắc quên hết. Mất ví, mất điện thoại, mất túi sách không biết bao nhiêu lần, mất tiếng anh. Có bao giờ mà đưa em đi mà quên đón em về không? Có chứ, mải mê nói chuyện rồi công việc rồi sắp xếp không có khớp thời gian. Thế là em lại phải tự book xe đi về. Lơ đẩn. Mà em bảo em vợ em nói gì là em chịu gật đầu, em không dám nói gì. Tại vì đúng quá mà. Em góp ý là đấy thôi, bây giờ mình phải cố gắng thay đổi trước khi mình đứng dậy, mình xem xung quanh mình có để quên gì không. Em bảo anh không nhớ được. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? Em chỉ muốn là anh khắc phục lại một chút thôi. Ví dụ quên 10 giờ chỉ quên 8 thôi. Cố gắng để ý lại, quên, phải luyện trí lại, luyện trí lại. Khó lắm anh ơi. Rồi tới em đó coi. Phí Anh có hoàn hảo không? Thực ra em ngồi thấy cô ấy nói về mình cũng tìm cách mà nghĩ hoài, nghĩ không ra anh ơi. Mà bây giờ em mà nói là tối nay là chết với bà đó. Bây giờ chị hỏi em là vợ em có hay ghen không? Em đừng có nói là không có nha, em trời đừng có ơi. Nói không có nha. Vợ em là super ghen luôn. Đó, thấy chưa? Super ghen. Ghen sao, ví dụ? Ví dụ ngay hôm qua thôi, em chạy qua chương trình Hò Rô của anh Huy Tuấn, rồi ngồi với anh với Dương Hắc Linh thôi, là anh Dương Hắc Linh phải thốt lên: trời ơi, sao vừa mới gặp tôi mà có 5 phút thôi mà vợ gọi FaceTime liên tục vậy? À, là xem coi ông có ngồi với ai không? Mà có khi nào mà ghen trong giấc ngủ luôn không? Trời ơi, anh nói đúng luôn. Trời ơi, vợ em là nhờ một tuần nó 7 ngày thì sẽ có 5 ngày. Là thì em rất hay, thì hay thức đêm. Mà vợ em: trong đâu rồi? Trong đâu rồi? Ai kiếm trong tôi với. Tức là vợ em luôn luôn nằm mơ ác mộng với em. Ồ, vậy đó hả? Tức là em luôn luôn em rất là hay mơ là chồng em. Là em thấy bà nào dẫn không đi hay sao? Ngoại tình và em bị mất chồng nên là khi em thức dậy em nhìn anh ấy ánh mắt hình viên đạn. Rồi bây giờ em mong muốn vợ sao? Thực ra là khi mình đã yêu ai rồi thì tất cả những thật xấu thì em nghĩ đều là những gì rất là dễ thương. Và đấy mới là vợ mình anh ạ. Chứ nằm mà buổi tối mà không có hú hét, không có gào rú mất gì thì lại không phải vợ mình. Quen rồi. Thôi. Tức là em chấp nhận vợ em ghen như vậy đúng không? Mà thôi anh ơi, vợ em gào rú thế đi còn đỡ, chứ còn vợ em mà ngáy là chết em luôn đó. Thôi, này dễ thương quá. Dễ thương quá. Thì thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn vợ chồng em rất nhiều vì tụi em đã tham gia chương trình. Thông qua cái câu chuyện này thì khán giả sẽ có một cái nhìn khác hơn về những cặp vợ chồng trong showbiz. Không phải là như mọi người hay nghĩ là họ nay hợp rồi mai tan. Mà thực sự là những người trong showbiz của chúng tôi á, rất nhiều những cặp vợ chồng đã phải vượt qua rất nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn. Và chúng tôi phải tự hoàn thiện bản thân mình rất nhiều để có thể giữ được một cái rường cột gia đình nhỏ. Thì mong là quý vị khán giả có một cái nhìn khác hơn về giới showbiz của chúng tôi nha. Cảm ơn Đăng Khôi và Thúy Anh.